Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Fanpage xe máy Minh Thành. Mình là Thắm. Hiện tại thì Thắm đang có mặt tại cửa hàng xe máy Honda Minh Thành 1, có địa chỉ tại khu 11 ngã tư thị trấn Lập Thạch, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc. Ở video livestream ngày hôm nay thì Thắm sẽ ưu tiên giới thiệu đến các bạn một cái dòng xe mà ra mắt vào năm 2023 với rất là nhiều cái chương trình khuyến mại cực kỳ hot, cực kỳ hấp dẫn và một cái dòng xe cực kỳ đẹp luôn. Dòng xe Thắm vừa nói đến chính là dòng xe Honda Vario các bạn nhé, Vario 160. Mời các bạn hướng theo camera lại gần đây thì Thắm sẽ giới thiệu đến các bạn. Thứ nhất là về thiết kế của xe, thứ hai là về màu xe, thứ ba là về phân khúc giá xe và thứ tư là cái chương trình khuyến mại đang áp dụng cho dòng xe này các bạn nhé. Hiện tại thì đối với dòng xe Vario 160 phiên bản 2023 thì có cho ra mắt 4 phiên bản và 4 màu sắc khác nhau các bạn nhé. Như các bạn đang nhìn thấy đây thì phiên bản tiêu chuẩn thì sẽ có màu đen bóng, phiên bản cao cấp thì sẽ có màu xanh tím than như xe Thắm đang trưng bày đây. Phiên bản đặc biệt thì sẽ có màu đỏ nhám và đặc biệt là phiên bản thể thao sẽ có màu xám xi măng như các bạn đang thấy. Đó, dòng xe này được ra mắt thì với thiết kế cực kỳ đẹp và cực kỳ bắt mắt với các cái màu sắc gọi là khá là phong phú và đa dạng. Được thiết kế cái mặt nạ khá là góc cạnh, nhìn cái dáng xe nó thể thao hơn rất là nhiều. Đặc biệt là dòng xe này thì được trang bị cái hệ thống chiếu sáng tự động. Cái này thì rất là tiện ích cho chúng ta khi mà các bạn di chuyển ở cái điều kiện là thiếu ánh sáng mà các bạn hay quên bật đèn ấy, thì cái dòng xe này nó đã có cái hệ thống chiếu sáng tự động là các bạn yên tâm về điều này nhé. Ngoài ra thì mời các bạn hướng theo camera, Thắm sẽ giới thiệu sâu hơn một chút. Ví dụ như xe sẽ được trang bị đồng hồ LCD âm bản các bạn nhé. Phía dưới này thì có hai cái hộc để đồ rất là rộng đấy ạ. Như các bạn thấy đây ạ, hộc để đồ rất là rộng, hộc bên này nữa ạ. Và được trang bị cho các bạn cổng sạc điện thoại các bạn nhé. Các bạn mà di chuyển trên đường xa mà điện thoại đang hết pin, các bạn muốn sạc điện thoại thì đây các bạn chỉ cắm dây vào là các bạn sẽ sạc được luôn trong quá trình mà các bạn tham gia giao thông hoặc di chuyển. Ngoài ra thì chiếc xe này cũng có chiếc cốp cực kỳ lớn, các bạn có thể để được rất là nhiều trang thiết bị trên xe, ví dụ như là mũ bảo hiểm này, túi sách này, áo khoác, áo mưa đó, và một cái dung tích bình xăng cực kỳ lớn đó. Với cái thiết kế rất là thể thao như thế này thì mang lại cho chúng ta cái dáng xe cực kỳ là phong cách. Và cái thiết kế mà lớn nhất, thay đổi lớn nhất ở cái dòng xe Vario này như các bạn thấy đây ạ, đó chính là cái sàn để chân này. Cải tiến hơn rất là nhiều so với các dòng như Ablade chẳng hạn. Đó thì như thế này thì các bạn có thể dễ dàng để chân cho cả các bạn nam và cả các bạn nữ được. Phía trên này thì có trang bị cho các bạn khóa Smart Key ở cả 4 phiên bản. Và khóa này thì cũng có 3 tính năng như các dòng xe cao cấp như SH chẳng hạn. Đó là tính năng nguồn này, tính năng định vị này, tính năng báo động này. Đó. Ngoài ra thì đối với phiên bản Vario 160 này thì phần đó là dừng xe tự động, rất là tiết kiệm nhiên liệu khi các bạn di chuyển. Đó. Và hiện tại ở cửa hàng Thắm thì đang đầy đủ 4 màu để các bạn lựa chọn: màu đen, màu xanh, màu đỏ và màu xám xi măng. Đó. Bây giờ thì Thắm sẽ giới thiệu đến phân khúc giá xe, đó là cái mà các bạn đang quan tâm nhất đúng không ạ? Chiếc xe này thì đối với phiên bản đặc biệt và phiên bản thể thao thì được trang bị cho các bạn phanh ABS kênh đứng trước này. Còn phiên bản tiêu chuẩn và phiên bản cao cấp thì vẫn trang bị cho các bạn phanh thường nhé. Và giá xe đối với một chiếc xe mà có phân khúc 160 thiết kế đẹp như thế này và còn được trang bị phanh ABS mà phân khúc giá thì cực kỳ hợp lý, đó là giá xe sẽ dao động ở mức khoảng tầm ngoài 49 triệu cho đến ngoài 54 triệu. Ví dụ như chiếc xe các bạn đang thấy đây, như chiếc này, dao động ở mức chỉ khoảng tầm ngoài 49 triệu thôi. Còn ví dụ như chiếc phiên bản thể thao này thì sẽ dao động ở mức ngoài 54 triệu một chút xíu. Và một cái chương trình khuyến mại cực kỳ hấp dẫn đang áp dụng cho dòng xe này các bạn lưu ý nhé. Đó là khi các bạn mua xe tại cửa hàng bên Thắm thì các bạn sẽ được hỗ trợ 100% phí trước bạ, tức là phí đăng ký xe đấy ạ, hỗ trợ 100% luôn các bạn nhé. Nếu mà các bạn nào mà có muốn tham gia các cái chương trình trả góp thì bên Thắm cũng sẽ có hỗ trợ cho các bạn gói trả góp với mức lãi suất là 0%. Các bạn chỉ cần trả trước từ 20% giá trị xe trở lên. Ví dụ như chiếc này có giá là hơn 49 triệu thì đối với chương trình trả góp các bạn trả trước cho Thắm từ 10 đến 12 triệu tùy vào cái phụ tùng các bạn lắp trên xe và đăng ký xe nữa. Đó thì các bạn trả trước dao động khoảng tầm 10 đến 12 triệu là các bạn sẽ hỗ trợ không mất lãi suất, và số tháng cho các bạn linh động từ 6 đến 12 tháng đối với gói lãi suất 0% và 6 đến 18 tháng đối với các cái gói lãi suất thông thường.
Đó, thì các bạn muốn biết thông tin chi tiết hơn về các dòng xe này, về màu sắc, về chương trình trả góp hay là về thiết kế trên xe, các bạn có thể liên hệ theo Thắm số hotline là 0888 628 366 để Thắm tư vấn hỗ trợ cho các bạn. Các bạn nhớ nhé, số này Thắm có dùng thêm cả Zalo. Ngoài ra thì các bạn có thể nhắn tin trực tiếp lên fanpage xe máy Minh Thành thì cũng sẽ Thắm sẽ hỗ trợ tư vấn cho các bạn. Đó, thì vừa rồi là Thắm có giới thiệu đến các bạn là thiết kế của xe, kết cấu của xe này. Thứ hai là giới thiệu đến các bạn phân khúc giá xe. Thứ ba là giới thiệu đến các bạn chương trình khuyến mại rồi. Hiện tại thì các bạn như ở khu vực Vĩnh Phúc, các tỉnh các huyện lân cận như là Sông Lô, Lập Thạch, Tam Dương, các bạn mua xe đăng ký xe nó sẽ dao động ở mức khoảng tầm 1,6 triệu đến 1,8 triệu. Phí này đã đỡ trọn gói cho các bạn rồi và bên Thắm đang hỗ trợ hoàn toàn cho các bạn. Lại có chương trình hỗ trợ gói 0% nữa các bạn ạ. Đó, đừng chần chờ gì nữa, hãy dành ngay cho mình một chiếc xe Vario 160 với đầy đủ các màu sắc, 4 phiên bản để các bạn lựa chọn. Các bạn muốn lăn tăn về những dòng xe này như Thắm vừa nhắc, bây giờ Thắm sẽ nhắc lại là Thắm có số hotline Thắm đang để trên màn hình. Ngoài ra thì các bạn có thể nhắn tin trực tiếp lên fanpage xe máy Minh Thành để Thắm tư vấn cụ thể hơn cho các bạn về các dòng xe này. Ngoài ra thì khi các bạn mua xe tại cửa hàng bên Thắm thì sẽ được nhận mũ bảo hiểm, áo mưa hoặc là ba lô hoặc là rất là nhiều các cái phần quà khác tại cửa hàng. Và đặc biệt là khi các bạn liên hệ qua online trước thì các bạn sẽ được tặng thêm các cái voucher giảm giá, voucher hỗ trợ tiền xăng. Các bạn đừng quên nhá, khi mà mua xe qua cửa hàng cứ nhắn tin gọi điện trước cho Thắm hoặc là các bạn thích màu nào cũng có thể đặt trước để Thắm chủ động sẵn xe tại cửa hàng cho các bạn, để khi các bạn qua cửa hàng sẽ có luôn xe để xem. Cảm ơn các bạn vừa theo dõi cái video của Thắm, thì rất mong là các bạn sẽ bấm theo dõi cái fanpage xe máy Minh Thành để cập nhật các cái dòng xe mới ra cũng như là các cái chương trình khuyến mại đang áp dụng cho các dòng xe các bạn nhé.